Sáng nay tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ ra quân với chủ đề Thanh niên Hải quân chung tay làm sạch biển. Ngày sau lễ phát động, hàng nghìn cán bộ đoàn viên thanh niên của vùng 4 Hải quân từ đất liền đến đảo xa đã đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động làm sạch biển và tổ chức trồng cây ngập mặn ven biển thuộc khu vực đơn vị đóng quân. Được triển khai từ năm 2016, chiến dịch Hãy làm sạch biển đang được các đơn vị trong Quân chủng Hải quân duy trì rất tốt, đi vào nền nếp với các hoạt động thu gom xử lý rác thải, vận động nhân dân bảo vệ môi trường. Năm nay, chiến dịch này đã được tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, góp phần thay đổi ý thức bảo vệ môi trường biển của nhân dân ở khu vực biên giới biển đảo của tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là hoạt động thiết thực để giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Hải quân trong việc chung tay bảo vệ môi trường biển, góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.